Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vài thập niên trước, nhiều người dân di cư đến vùng đất Tây Nguyên, họ mang theo súng tự chế để săn bắn. Lâu dần, thói quen tưởng chừng như đơn giản này đã trở thành tập quán khó bỏ, truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài ra, cộng đồng dân cư bản địa cũng sở hữu một số lượng lớn súng đạn do yếu tố lịch sử để lại từ các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Mặt khác, vài năm trở lại đây, nhiều loại vũ khí được đăng bán công khai tràn lan trên mạng, khiến việc tiếp cận, sở hữu súng đạn của người dân trở nên dễ dàng, gây ra nhiều hệ lụy xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk vào sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, chủ yếu các đối tượng đã dùng bom xăng, vũ khí thô sơ như dao, rựa và súng tự chế để tấn công, giết hại cán bộ và dân thường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Cư Quyên. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kiếp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mình tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án khác mà các đối tượng đã sử dụng trong vụ án tấn công nhằm vào cán bộ, ủy ban và công an trên. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Sau vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, lên án mạnh mẽ hành vi tàn độc của nhóm đối tượng trong vụ việc nêu trên, lực lượng chức năng, công an nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã vận động người dân giao nộp vũ khí. Mới đây, chỉ trong thời gian ngắn phát động chương trình đổi gạo lấy vũ khí, công an huyện Ea Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk đã thu nhận hơn 300 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm. Huyện Ea Hà Leo có nhiều bà con, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Một bộ phận người dân vẫn tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng, gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, số người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu hoặc lo sợ bị xử lý nên không dám giao nộp. Chương trình đổi gạo lấy vũ khí không chỉ giúp cho đồng bào xóa bỏ mặc cảm vì vi phạm pháp luật khi sở hữu vũ khí, ngoài ra còn giúp ngăn ngừa nguy cơ gây bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó vào ngày 3 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cũng đã có thư vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ. Trong thư kêu gọi người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đắk Nông Hồ Văn Mười nêu: Ngày 11 tháng 6, nhóm nghi phạm sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị nổ tự chế tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Đắk Lắk, các tỉnh lân cận. Để không xảy ra các vụ việc đáng tiếc tương tự, tôi kêu gọi nhân dân không tàn trữ, sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, tham gia tố giác, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm có liên quan đến tàn trữ, sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mọi thông tin liên quan đề nghị các tổ chức cá nhân báo về cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng công an tỉnh 1900 888 8842. Liên quan đến vấn đề này, trước đó vào ngày 24 tháng 6, Liên ngành Tòa án Viện Kiểm sát Công an tỉnh Đắk Lắk cũng có thư kêu gọi những người liên quan đến vụ tấn công trụ sở hai xã đầu thú. Bên cạnh đó, liên ngành cũng vận động nhân dân trong toàn tỉnh tích cực phát hiện, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã diễn ra bình thường, tình hình ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Với các biện pháp rất nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an, sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân, nhất là
trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng. Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, đã ổn định tình hình trên địa bàn. Đến nay, đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chiều ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo của hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra ngày 11 tháng 6 tại huyện Cư Quyên liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, các tỉnh Tây Nguyên. Đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong âm mưu hoạt động của số phản động phun rô lưu vong, gây ra bất ổn đối với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Cũng theo bà Mai, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên, đồng thời ghi nhận đánh giá cao, nỗ lực rất lớn, tinh thần trách nhiệm rất cao của Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung toàn tâm, toàn diện, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa bàn cơ sở trong xử lý vụ việc, truy bắt các đối tượng và nhanh chóng ổn định tình hình địa bàn. Khẳng định tầm quan trọng của chiến lược địa bàn Tây Nguyên và vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời nêu rõ âm mưu của các tổ chức phản động là không thay đổi. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp tục nhấn mạnh đến mục tiêu mà Bộ Công an đã đặt ra là không để sự việc tương tự xảy ra, dù khó khăn đến đâu, thách thức đến đâu cũng phải hoàn thành mục tiêu này. Bà yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh Tây Nguyên cần đặc biệt quan tâm đến giải pháp căn cơ nhất là phát triển kinh tế xã hội, vấn đề tổ chức thực hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa bàn, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị tại địa bàn Tây Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, trung ương và thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, 5 tỉnh Tây Nguyên dựa trên chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, làm tốt công tác dân vận, công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp căn cơ toàn diện, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, văn hóa vùng Tây Nguyên, giải quyết dứt điểm các nguyên nhân phức tạp, nảy sinh về an ninh trật tự. Mặt khác, Bộ trưởng Công an cũng đề nghị tập trung xây dựng lực lượng công an cấp xã, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, bám dân, sát dân, nắm bắt tình hình từ nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!